Chào các bác, ở video clip hôm nay em sẽ lên sóng test cho các bác một cặp loa hàng khủng thuộc top khủng long bạo chúa, cặp loa Infinity SM152 với cái cấu hình bát 40 rất là khủng. Cặp này thì phục vụ cho các bác chơi trong những cái không gian phòng nghe lớn từ khoảng 30 cho tới 50 mét vuông với cái chất âm uy lực như sấm. Cặp này thì các bác có thể là chơi đa năng các cái thể loại nhạc và cũng có thể là kết hợp hát karaoke gia đình rất là tuyệt vời trên cặp loa này. Nói về dòng Infinity SM152 thì bên em thi thoảng hàng cũng có về và bên em tuyển chọn được những cái cặp đẹp xuất sắc, khẳng định với các bác là đẹp nhất trên thị trường luôn và cái giá cũng là tốt nhất. Trong clip này em sẽ thử phối ghép với cho các bác với một cái chiếc âm ly đờ lông rất là nhỏ bé. Em này đờ lông 580D, nó có giải mã cổng quang chơi nhạc mạng và em sẽ báo giá cho các bác cả bộ sản phẩm ngày hôm nay kết hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn, có thể nói là ngon bổ rẻ luôn thưa các bác. Đầu tiên đó là cái cặp loa Infinity SM152. Con này thì các bác phải cân nhắc vì cái kích thước của nó khá là lớn để cho chúng ta kê bày vào cái không gian nhà mình. Con này thì nó cao tới 1m05, chiều rộng của nó là 45 và chiều sâu là 34cm. Đấy, cấu hình rất là khủng. Cân nặng của em nó thì khoảng 30kg trong một thùng loa. Cao 1m05, rộng 45, các bác cân đối nhé. Cặp này thì vỏ màu đen trông rất là sang trọng và khỏe khoắn, tình trạng nó đẹp xuất sắc luôn, cái căng của nó còn đầy đủ, không có rách nát. Bên trong thì cái lưới khung bằng vải và xương bằng nhựa. Đấy, bẩn thì chúng ta cứ cho vào xịt rửa là sẽ sạch thôi. Đây, quay cho các bác xem cái góc cạnh này. Đấy, còn rất là đẹp cũng như là cái cấu hình tuyến loa. Những cái cặp Infinity bên em tuyển chọn về các bác xem. Đấy, từng đường led nhé. Những cái con ốc này là chưa tháo khỏi khối thùng, còn rất đẹp. Những cái chi tiết nhựa ở đây còn rất mới với những cái đường chỉ nhựa màu xanh ở đây. Đấy, điểm siết trông rất là đẹp, tuyến loa xuất sắc luôn, chép polycell. Chung thì sẽ có hai chung, một chung trầm và chung cao. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, rốn này, rốn full cát còn zin. Đây là cái loa bát này thì với cái đường kính là 40. Đấy, và còn nguyên cả gân zin theo loa. Đấy, gân này vẫn còn chơi được. Đấy, chưa phải thay thế. Những cái dòng sản phẩm bên kia họ ít sử dụng cho nên gân vẫn còn zin, và gân zin thì tiếng nó sẽ rất là mềm. Đấy, rốn loa thì là rốn vải và họ có phun một cái lớp cát định hình để tạo thành cái logo của Infinity. Cái này nó vẫn còn nguyên. Đấy, hôm qua em đánh hơi lớn một chút thì nó đã rụng dần rồi. Đấy, các bác nào mua thì em sẽ phủi sạch đi cho các bác cái logo này. Đấy, cái em để như này để chứng tỏ cái hàng bãi nó vừa về, chưa có xài nhiều. Đấy, chưa có xài tại Việt Nam cho nên cái rốn nó vẫn còn nguyên. Còn hầu như là các bác mua là nó đã rụng hết rồi, ít khi nó còn được nguyên cái rốn như này lắm. Đây, các bác xem. Đấy, tem logo còn đầy đủ, thùng vách góc cạnh là xuất sắc. Em này thì có một cái lỗ thông hơi ở phía sau đây rất là lớn. Những cái cặp loa mà nó cho ra cái giải trầm khủng thì nó phải có những cái lỗ thông hơi lớn như này, thùng vách góc cạnh đây đẹp xuất sắc luôn. Và cái tuyến loa là căng mọng. Đấy, các bác để ý nhá, cái tuyến loa rất là đẹp. Đấy, các cái chi tiết còn sáng sủa, đây xuất sắc luôn. Bên này rốn còn nguyên, rốn ở bên trong là bằng vải. Đấy, gân còn zin. Cặp này thì đẹp rồi, miễn chê miễn bàn, 18.500.000. Các bác để ý những cái shop khác bán những cặp này nhá, để mà đẹp như này nhá, không có dưới 20.000.000 đâu. Đấy, em khẳng định là như thế. Bên em để cho các bác giá tốt 18.500.000. Hôm nay thì em sẽ kết hợp với một chiếc âm ly đây. Em này đờ lông 780D, dòng này nổi tiếng với giải mã cáp quang. Chúng ta có thể là nghe nhạc trực tiếp trên TV, không hề qua bất cứ một cái thiết bị nào khác. Bây giờ em chỉ cần một cái TV, âm ly và loa là chơi được rồi. Không cần phải qua bộ chuyển đổi hay bộ giải mã. Đây, nó giải mã lên tới 48kHz. Đấy, rất là gấu. Đánh hai cầu loa, đấy, các cái đường vào bát chép lao lớt đầy đủ. Đây, các bác xem. Nội thất thì em đã tháo sẵn rồi. Đấy, nó đẹp keng sờ ve như này, zin nguyên bản 100%, sử dụng nguồn xuyến nhé, rất là khỏe. Đấy, đây là cái tín hiệu từ trên TV xuống. Đấy, cắm vào đây để nó lấy tín hiệu giải mã cáp quang và chúng ta cho ra loa. Đấy, rất là đẹp. Em sẽ đi vào test cho các bác. Con âm ly này thì để cho các bác là 9.000.000 đồng, đẹp xuất sắc luôn. Đây. Đấy, nét căng zin nguyên bản, âm ly giải mã giá rất tốt. Đấy, 9.000.000 đồng. Và bây giờ em sẽ test, mời các bác chúng ta cùng nghe. Các bác có nhu cầu thì alo cho em
cái bộ này đánh nó rất là tơi nhuyễn nhá, cái tiếng chép nó cực kỳ là bay và nó rất hợp nhau. Hàng cây xanh ấm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối. Một chiếc ly nhỏ bé đánh cặp loa này rất hay. Em thương sắc tím mừng nắng, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo thung dân. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời chưa trao câu ước. Tiếng bát đánh cực kỳ là phê, trung tép tuyệt vời. Em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa thiêm khung trời. Mùa thi năm cuối xong em theo chồng xứ lạ để bằng lòng ngóng nơi. Đây là cái cổng tín hiệu cổng quang lấy trực tiếp từ trên TV xuống, rất là tiện lợi, chúng ta cắm vào đây thì ông Ly này có giải mã luôn, chơi nhạc được luôn các bác nhá. Bằng lăng hoa tím buồn trên con đường giờ đây anh cô đơn tuyệt vời. Bộ này thì chưa đến 30 đấy, cặp loa là 18,5 triệu, giá rất tốt, cộng với âm ly 9 triệu thì cả bộ mới là 27,5 triệu thôi. Các bác có nhu cầu thì alo sớm cho em, cặp này em có một cặp duy nhất thôi. Chất lượng phải không ạ? Cặp loa 18,5 triệu và chiếc âm ly đờ lông 9 triệu. Các bác quan tâm thì alo cho em. Sau bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.